Chiều mùng 1 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình có các đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng dự có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, lãnh đạo huyện Kim Sơn và một số đơn vị có liên quan. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên có tổng chiều dài khoảng 519 km đi qua chiến tỉnh. Đến nay đang triển khai thi công móng đồng loạt trên toàn tuyến 1177 trên 1177 vị trí, 100%, hoàn thành đúc móng được 430 trên 1177 vị trí, đã nhận và bàn giao đến công trường 182 trên 1177 cột thép. Hoàn thành lắp dựng 43 trên 1.177 vị trí cột, đang lắp dựng 59 trên 1.177 vị trí cột, đang vận chuyển 80 trên 1.177 vị trí cột vào vị trí. Trong quá trình triển khai thực hiện thi công còn một số khó khăn vướng mắc về huy động máy và thi công móng cọc, về cung cấp cột thép, công tác giải phóng mặt bằng. Tại Ninh Bình, dự án đi qua 11 xã của huyện Kim Sơn với 21 vị trí cột, chiều dài 7,83 km diện tích sử dụng đất của dự án là 3,79 ha. Dự án liên quan đến 93 hộ bị ảnh hưởng thu hồi đất, làm chân cột và 24 hộ bị ảnh hưởng hành lang đường dây điện. Dự án phải bố trí tái định cư cho 15 hộ dân do ảnh hưởng hành lang đường dây. Tại hội nghị, các địa phương đơn vị đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Ủy ban Nhân dân các tỉnh cần quan tâm để hoàn thành bán sao các khoảng néo còn lại trong tháng 4 năm 2024 để chủ đầu tư chuẩn bị công tác thi công kéo dây, đảm bảo tiến độ đề ra. Báo cáo tiến độ tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, đến ngày 15 tháng 1 năm 2024, tỉnh đã bàn giao 21 trên 21 vị trí chân móng để chủ đầu tư thi công dự án. Đến ngày 30 tháng 3 năm 2024, tỉnh đã bàn giao 9 trên 9 khoảng néo. Toàn bộ công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư đã hoàn thành. Tỉnh cũng đã phối hợp tốt với các đơn vị xây lắp, đảm bảo vật liệu xây dựng, đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo lao động tại địa phương, hỗ trợ tốt nhất cho các nhà thầu xây lắp thi công. Đến nay, Ninh Bình đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho đơn vị thi công, không còn vướng mắc gì. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận tình hình làm việc tất cả vì nhân dân của các bộ ngành địa phương có liên quan trong quá trình triển khai thi công dự án đường dây 500 kV. Qua báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến nay cơ bản hoàn thành tiến độ, phấn đấu hoàn thành xong trước 30 tháng 6 để có thể đóng điện vào ngày 30 tháng 6. Thủ tướng cũng đánh giá cao Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty truyền tải điện quốc gia với tinh thần làm việc vượt nắng thắng mưa, làm việc 3K 4 kíp, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương trên toàn tuyến công trình thi công giúp cho tiến độ thi công đến nay cơ bản được đảm bảo đồng thời ghi nhận sự hợp tác tạo điều kiện thuận lợi của nhân dân để sớm bàn giao mặt bằng nơi có dự án đi qua nhường đất nhường chỗ ở phục vụ dự án hoàn thành đúng tiến độ thủ tướng cảm ơn các nhà thầu đã tập trung cao độ huy động mọi nguồn lực đồng thời đề nghị các địa phương cần tiếp tục giả soát các vướng mắc vào cuộc xử lý nhanh dứt điểm các bộ ngành cần phối hợp với tập đoàn điện lực việt nam sớm ban hành khung giá đền bù thỏa đáng cho người dân với tinh thần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người dân trong quá trình thi công đảm bảo an toàn lao động kỹ mỹ thuật đây là dự án thể hiện tầm vóc vị thế đất nước việt nam trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa vì vậy các cơ quan đơn vị địa phương có dự án đi qua cần phối hợp chặt chẽ với nhân dân, doanh nghiệp vì mục tiêu chung của lợi ích quốc gia dân tộc, tránh tiêu cực xanh nhiễu, phiền hà tới người dân doanh nghiệp. Thủ tướng đề nghị cần tháo gỡ ngay những khó khăn thách thức trước mắt hiện nay khi bước vào mùa hè. Việc thi công ngoài trời trên độ cao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động, đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn trong quá trình thi công đối với các địa phương cần sớm bàn giao mặt bằng, hành lang tuyến, khoảng néo đúng tiến độ cho nhà thầu thi công, sớm ban hành khung chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, phấn đấu trước ngày 30 tháng 4 hoàn thành đúc các vị trí móng, chậm nhất trước ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 dựng cột, tổ chức kéo dây, hoàn thành đóng điện trước ngày 30 tháng 6 theo đúng kế hoạch đề ra.